Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã tiếp tục trả lời chất vấn trước Quốc hội. Bên cạnh các vấn đề về cơ chế, chính sách hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, chính sách cho người dân tái định cư, quy hoạch các nông lâm trường, thì nhiều đại biểu tiếp tục đặt câu hỏi về các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng nông sản và hỗ trợ vốn vay cho người nông dân. Trong phiên trả lời chất vấn vào sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cũng đã khẳng định Bộ sẽ kiên quyết phản đối nhóm lợi ích làm tổn hại đến lợi ích của người nông dân. Bắt đầu phiên chất vấn, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã trả lời các câu hỏi liên quan đến các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản, thúc đẩy tiêu thụ và vấn đề hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Về các giải pháp thúc đẩy thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết đây là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ khó khăn lâu dài. Từ thực tiễn hơn 3 năm triển khai cho thấy chủ trương này có thể thực hiện được một cách có hiệu quả nếu chúng ta nhận thức đúng, quyết tâm cao và cách làm đúng. Chủ trương phản đối mọi hình thức nhóm lợi ích hoạt động trái pháp luật hoặc lợi dụng. Đến hết năm 2012 đã có gần 200 xã đạt 19 tiêu chí và bình quân toàn quốc thì đã đạt 6,41 tiêu chí, tăng 1,13 tiêu chí so với năm 2011. Những biện pháp cần tập trung thực hiện để thúc đẩy thực hiện chương trình này đó là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân. Thứ hai là hoàn thành quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới. Thứ ba là lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ hộ nông dân, thôn xóm và các xã thực hiện các nội dung ưu tiên như phát triển sản xuất, thực hiện các tiêu chí không phải là về cơ sở hạ tầng và tuy nhiên cũng có xây dựng những cơ sở hạ tầng ưu tiên. Trước câu hỏi của các đại biểu về việc có hay không nhóm lợi ích làm tổn hại đến lợi ích của người nông dân, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiên quyết phản đối mọi hình thức lợi ích nhóm làm tổn hại đến lợi ích của người nông dân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiên quyết phản đối mọi hình thức nhóm lợi ích hoạt động trái pháp luật hoặc lợi dụng kẽ hở của pháp luật làm tổn hại đến lợi ích của nông dân. Và trước mọi thông tin về lợi ích nhóm, tôi đều chỉ đạo phối hợp kiểm tra và có biện pháp ngăn ngừa. Tuy nhiên, cho tới nay, chưa có cơ sở để xác định những nhóm như vậy trong lĩnh vực nông nghiệp. Bản thân tôi và cử tri cũng chưa thật vừa lòng, chưa thật yên tâm. Vấn đề mấu chốt đặt ra ở đây là cứ đến mùa thu hoạch, người dân được mùa. Thế nhưng mà các thương lái thì thu mua là ép giá. Thì vấn đề đặt ra ở đây là có thực trạng này không và giải pháp khắc phục thế nào? Bây giờ trước cái tình hình mà cứ khi được mùa thì mất giá và người nông dân thì được lãi ít, đây là vấn đề lớn. Chúng tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều và chúng tôi thấy rằng trước hết chúng tôi hướng dẫn bà con nông dân để tập trung vào sản xuất những cái cây trồng vật nuôi mà có thị trường. Chỉ có khi làm đúng theo cái yêu cầu của thị trường, có thị trường thì làm ra mới không bị ế. Mặt khác nữa, để người nông dân không bị ép giá thì cái cách tốt nhất mà chúng tôi vẫn cũng đã theo đuổi đó là tạo ra một cái môi trường cạnh tranh, không để cho một tổ chức hoặc một nhóm các đơn vị mà có thể có ưu thế trên thị trường và vì thế ép giá nông dân. Đối với cái chính sách tạm trữ lúa gạo, ta nói là hỗ trợ cho người nông dân, nhưng mà người nông dân được lợi gì? Trong khi đó thì người nông dân chỉ có bán lúa, chỉ có lúa thôi, mà lại là mua gạo. Như vậy là cuối cùng thì chính sách này là ai có lợi? Cái biện pháp tạm trữ là giải pháp tình thế và là một trong những giải pháp để tác động vào thị trường, không phải là biện pháp căn cơ và giải quyết mọi vấn đề của ngành lúa gạo. Đây là trước mắt trong tình huống hiện nay, nhưng chúng tôi thấy rằng cũng đã đến lúc ngành lúa gạo của chúng ta cần phải có sự chuyển biến căn bản và có chủ trương giữ 3,8 triệu hectare đất lúa, nhưng cơ cấu cây trồng trên cái diện tích đó phải được điều chỉnh phù hợp với cái yêu cầu của thị trường và không nhất thiết là trên đất lúa là phải trồng lúa,
mà có thể trồng những cây trồng khác có thị trường và đem lại thu nhập cao hơn cho nông dân. Về vấn đề hỗ trợ vốn vay cho người nông dân, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, trong những năm qua, tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân liên tục tăng cao so với tốc độ tăng bình quân của nền kinh tế, và hệ thống ngân hàng cũng đã chỉ đạo có những gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ lĩnh vực này. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cũng đã giải trình thêm về vấn đề này. Từ năm 2008 đến nay, thì hàng năm tăng trưởng tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn tăng trung bình khoảng 20% một năm. Và chỉ riêng 5 năm vừa qua, đặc biệt là từ năm 2010, khi chính phủ ban hành cái cơ chế chính sách tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, thì tín dụng cho nông nghiệp và nông thôn đã tăng lên nhanh chóng. Trong 5 năm vừa qua, thì tín dụng nông nghiệp và nông thôn đã tăng gấp 2 lần. Ví dụ, trong suốt cái giai đoạn vừa qua, thì đặc biệt là trong những cái năm gần đây, thì mặc dù cái tín dụng cho nền kinh tế thì tăng trưởng không được cao, nhưng tín dụng cho nông nghiệp và nông thôn thì vẫn tăng trưởng rất là cao. Tôi lấy ví dụ như là riêng trong 4 tháng đầu năm nay, thì tín dụng của cả nền kinh tế thì chỉ tăng trưởng cỡ khoảng hơn 2%, trong khi đó tín dụng cho nông nghiệp và nông thôn tăng sấp xỉ 5%. Trong phiên chất vấn sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cũng đã giải trình thêm những vấn đề về chính sách và thời hạn giao đất nông nghiệp. Bộ trưởng cho rằng, thực hiện vấn đề này cần xuất phát từ Nghị quyết 19 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai. Theo đó, Trung ương tiếp tục khẳng định không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho các hộ gia đình và cá nhân. Chính phủ tìm mọi giải